hỏi cậu Vũ coi cái tình hình Mỹ Nam kế làm sao rồi. Alo, cậu Vũ hả? À, cái tình hình Mỹ Nam kế làm sao rồi? Dạ, chồng của cổ thì ghét, mà mẹ chồng của cổ thì ghét. Rồi em thì mắc kẹt, mà Lam thì mắc mệt. Bây giờ sao? Cậu nhắm có làm tiếp được không? Hay là để anh đích thân phải ra tay? Ông già! Ai gọi thầy? Mê gái hả? Chết cho tôi bây giờ. Mê gái hả? Chết cho tôi bây giờ. Dạ em cũng muốn làm lắm mà sếp, mà tại vì nó khó quá. Chứ đâu phải là tại vì em mê gái đâu. Dễ ợt chứ có cái gì. Cứ gì tặng quà cho mẹ chồng của Lam, rồi lấy lòng tin. Đó, chi phí vắc xin tôi mượn cho cậu. Wow, giờ sếp đúng là có cao kiến. Dạ dạ, vậy em sẽ làm theo. Lệnh ông không bằng cọc bà mà. Nè, cậu Vũ làm được thì để yên cho cậu bé làm nha. Ông mà lén phén nhào vô cưa cẩm cái cô Lam vậy đó hả? Tôi sẽ cách chức tổng giám đốc của ông đủ xuống làm nhân viên quyền. Lúc đó đừng có khóc, biết chưa? Thôi mà, nói lần anh nhớ rồi. Tuyệt đối là anh nghe lời vợ. Anh đâu có ngu, đâu có dám cãi lời. Đúng rồi, đàn ông sợ vợ vậy mới ngoan. Ngoan mà. Nghe lời vợ. Trời, sếp cũng nằm trong thành viên của hội đàn ông siêu sợ vợ đó sao? Sao dạo này gia đình có xảy ra sự cố gì để mình quay clip ta? Có lẽ mấy cái cũ chán một. Ủa? Mẹ? Ở đâu bông mà hai ba bó như vậy? Của cậu Vũ tặng cho ai? Trời ơi, mẹ không ngờ trên đời này lại có một người đàn ông ga lăng, dễ sợ luôn. Thằng Vũ tặng hả? Ủa? Chà, đâu để coi coi. Lại có chuyện để quay clip rồi đây. Thằng này đang chuẩn bị có một cái âm mưu gì nè. Nghe mày đọc nè. Qua cho người đảm đang từng trải và biết thông cảm. Qua cho người phụ nữ trẻ trung năng động, phụ nữ hoàn hảo. Thấy không? Trời ơi, thấy cậu thấy không? Cậu Vũ ga lăng thấy ghê luôn không? Thôi đi, ba cái thằng màu mè viết thư sến đi mồ ga lăng cái gì ở đây. Ủa, qua có ai vậy mẹ? Họ... À, cái này hả là của cậu Vũ tặng cho con đó. Con dâu, lấy đi con. Tặng con? Ừ. Nhìn gì? Con xin phép mẹ. Alo. Nè nha, hẹn mẹ luôn. Đúng 1 giờ tại bàn số 1, quán cà phê 3 số 1. Trời ơi, hẹn mẹ rồi thấy không? Tại dạo này nó có phong trào lái máy bay đó. Bộ dễ lắm sao? Ba con chết biết bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà mẹ vẫn ở vậy, mẹ nuôi con đúng không? Ừ. Nhưng mà mẹ thấy cái chuyện này cũng hơi lạ lạ, cho nên mẹ muốn tới cái chỗ hẹn này. Có sự việc gì hay xảy ra không? Mẹ thấy lạ hả? Lạ. Con cũng thấy lạ. Lạ không? Chính vì vậy chiều nay con sẽ đưa mẹ đi. Cảm ơn anh đã tặng tôi bó bông màu vàng với lời chúc là đảm đang. Ờ chết rồi, cái bó hoa màu vàng là tặng cho má chồng của Lam, còn Lam là bó hoa màu hồng, trong đó có kèm một cái tập tin để hẹn hò đó. Thôi chết rồi, mẹ chồng tôi dành bó bông màu đỏ rồi, bây giờ phải làm sao? Thôi bây giờ nè, giữ nguyên địa chỉ, địa điểm cũ mà đổi số bàn, bàn số 11, lúc 1 giờ. Ok, xác nhận thông tin. Rồi, gặp anh sau nha. Ủa mà sao lâu quá vậy? Sao tới trễ dữ vậy ta? Hẹn chiều nay mà sao chưa thấy ai. Là không biết nói làm sao nữa. Cảm ơn anh, anh rất là chu đáo. Đã quà cáp cho Lam, rồi bây giờ tặng hoa cho Lam, rồi tặng hoa luôn cho cả mẹ chồng Lam nữa. Công nhận anh Vũ thiệt là biết tinh ý. Không như là ông hổ của nhà Lam. Anh Vũ thì gọi là hoa hồng, nhưng mà ông hổ thì lúc nào cũng kêu là bông hường. Quan niệm ổng với cái bông sang hẳn luôn vậy đó. Thật ra thì Vũ rất là quý mến Lam, quý mến
giống như là một người hàng xóm ở trong hẻm ở chung nè, rồi quý mến kể cả trong công việc nữa. Trong công việc đúng vậy. Vũ, anh Vũ nói vậy là sao? La Lam chưa hiểu ý anh Vũ lắm. Thật ra thì Vũ nói điều này với Lam, mong Lam đừng có giận. Thật ra Vũ cố tình tiếp cận Lam để Lam có thể giúp Vũ thuận lợi hơn trong công việc. Được rồi. Vậy là vì công việc chứ không phải là Vũ có cái, anh Vũ có cái cảm xúc hay có cái tình cảm gì với Lam, đúng không? Thật ra thì Lam cũng là một người phụ nữ rất đáng yêu, khá là hoàn hảo. Nhưng mà do đây là lệnh của sếp. Ok, rồi để... thôi, được rồi. Lam hiểu rồi, bây giờ thì Lam hiểu rồi. Vậy mà từ trước tới bây giờ Lam cứ nghĩ Vũ là một cái fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lam đó chứ. Lam cũng có thể coi Vũ là một fan hâm mộ cũng được. Rồi, nếu mà nói như Vũ thì Lam sẵn sàng mà. Nếu mà có thể hỗ trợ gì Vũ trong công việc thì Lam sẽ hết mình. Anh đang làm nhiều lắm nha, nhưng mà đừng có giận Vũ nha. Anh đã nói vậy sao mà Lam giận anh được nữa. Cho Vũ xin lỗi về chuyện Mỹ Nam kế nha. Không sao. Mẹ, mình là bạn mà. Chắc chắn rồi, là bạn tốt. Buông ra, bắt cặp của tao rồi nha. Hay quá ha, nam nữ hẹn hò trong quán cà phê. Mày hả? Mày hả? Mày dám ơi, tao đi hò xạo với tao, mày hẹn chứ con vô tao. Hiểu lầm, hiểu lầm con rồi. Con xin mẹ với anh hổ hết sức bình tĩnh, có gì nghe con giải thích. Bây giờ anh Vũ, anh đi ra khỏi đây đi. Anh đi để tao chuyện gia đình tôi giải quyết cho. Anh đi đi. Tôi xin phép bác đi. Tôi đi chắc khỏi anh Vũ là tôi rồi đó. Tha cho mày đâu. Mày cẩn thận đó. Cả nhà bình tĩnh, có gì vậy nhà giải quyết, tự nhiên đứng đây gây lộn xộn, người ta nhìn vô người ta đánh giá gia đình mình sao? Im. Không có nói chuyện nữa, để tôi xử thằng này. Thằng nào nữa? Thằng này nè. Mày làm cái gì đó? Mày quay cái gì? Trong lúc gia đình người ta ăn bối rối mày quay mày tung lên mạng hả? Mày quay. Điện thoại đây. Mày lai, mày tên gì? Mày ở đâu tới? Mày tên gì? Tên gì kệ tôi. Tự nhiên giật điện thoại tôi là sao? Mày quay có mục đích gì? Tôi có quay gì đâu, tôi chỉ bấm chụp hình cho, tôi quay gì đâu. Để mẹ sửa thằng này cho coi. Nè, tôi nói cho cậu biết nha. Cái thằng này nè, là tôi đẻ nó đó. Nó quay clip này hả, còn hay gấp 1000 lần của cậu luôn, nó tung lên mạng luôn. Trời ơi, ăn thua gì? Chả. Trời ơi, sợ hết rồi. Lấy cái gì mà tung lên mạng đây? Anh à, anh Hổ, mẹ nghe con nói nè. Đi qua bên kia ngồi. Không có người, đi qua bên kia. Con và anh Vũ là đối tác làm ăn với nhau. Làm ăn cái gì? Tối ngày cái bông xanh, bông đỏ, bông vàng. Vậy là làm ăn đó hả? Em quay qua chỗ khác, đừng có nhìn anh. Để anh like em coi. Anh nói cho em biết, kể từ giờ trở đi là anh không bao giờ sợ em nữa. Không có diễn cảnh sợ nữa. Bây giờ là la thiệt nè. Bằng chứng rành rành như vậy rồi mà còn chối nữa là sao? Bây giờ đưa ra cái lý do nào đơn giản dễ hiểu hơn đi. Công việc là công việc gì? Bằng chứng đúng không? Đọc đi. Bằng chứng đó. Mẹ đọc đi. Rồi mẹ coi cái bằng chứng đó, coi thử con có phải là con dâu ngoan của mẹ, con có phải là vợ hiền của anh Hổ hay không. Mà mẹ với anh Hổ trách mắng con kiểu đó. Ở nhà con là Lam, con là con dâu của mẹ, con là vợ của anh Hổ. Nhưng mà ra đường ở công ty con là sếp, con là trưởng phòng kinh doanh. Con đi gặp đối tác làm ăn của con. Con cố gắng con kiếm tiền gì con lo cho gia đình mình. Mà tại sao mẹ với anh Hổ không hiểu cho con mà người cứ làm khổ con như vậy. Em im im đừng có khóc nữa. Em khóc thì làm sao anh có thủ bình tĩnh để anh la em đây. Bây giờ cho dù là em đúng đi, cái người sai là thằng Vũ. Tại sao nó dám hẹn mẹ ra mà nó không tiếp mẹ, để mẹ ngồi một góc chờ như vậy. Thôi. Bây giờ là mẹ hiểu rồi. Tức là thằng Vũ á, nó tặng cho con Lam á là cái bó hoa màu đỏ, mẹ là cái bó hoa màu vàng. Nhưng mà tại vì mẹ thích cái màu đỏ cho nên mẹ mới xí trước. Nhưng mà trong đó là nó có để cái lời là hẹn hò như vậy, cho nên á mẹ mới sai thằng Hổ chở mẹ đi đó. Mà bây giờ mẹ nói con Lam nè, từ đây về sau con có mần ăn có hẹn hò với người nào không phải chồng con hoài quán xá đó, nhưng mà con có đi làm ăn phải, con phải thông báo nhà một tiếng để cho nhà không có lo, biết chưa?
Dạ nè. Mẹ qua đi. Sao mẹ? Hồi nãy đó hen, nếu mà mẹ không lanh trí đó hen, mà mẹ lấy cái clip đó mà mẹ phá đó hen, thì cái thằng mà con thấy cái thằng nó đứng không, nó quay cái clip nha của hồi nãy đó, rồi nó tung lên mạng, rồi nó đặt những cái điều sai trái này kia, rồi cái mấy người ta coi mạng người ta thấy vậy á, rồi cái người ta quăng đá vô cái mặt gia đình mình, rồi làm sao con thấy có được không? Cái thằng này bị đặt học ai cái trò quay clip vậy ta? Trò đó chỉ có mình tôi thôi à. Ê chết, nhắc cái chuyện quay clip con mới nhớ, ngày hôm nay con quên quay rồi. Thấy nó rối quá, nó ghen tuông sầm lên, con quên quay rồi. Bây giờ không có cái clip đó làm sao mà minh oan cho vợ con được. Vợ đừng lo, anh có cách rồi. Bây giờ anh sẽ tự quay cho anh một cái clip, anh tự sự, anh nói trong một cái tâm trạng rất là buồn và thành khẩn là anh xin lỗi vợ vì cái chuyện này hiểu lầm. Như vậy mới có thể minh oan cho vợ được. Vợ thấy sao? Anh vẫn còn tâm trạng quay clip. Vợ, quay clip là nghề của anh mà, anh quay đẹp lắm.